Bộ phim Giáng Ma Thiên Sư. Năm Thiên Khải thứ 10, dị tượng trùng sinh, sao phá quân rơi vào thánh địa Tu Mê. Cái ác đầy rẫy, cái ác lan tràn. Triều đình phái Tôn Thiền đi điều tra. Tôn Thiền, đô hộ phủ đô hộ phương Bắc. Tôn đại nhân, đêm khuya đến đây thất lễ không nên đón từ xa. Đại nhân, Tiềm Long đại tướng quân. Đại nhân, không được, thánh địa Tu Mê không được tùy tiện giao, e rằng sẽ khiến ông trời nổi giận đó đại nhân. Cái gì mà thánh địa Tu Mê, đã mất nước rồi, đây là lãnh thổ Long Nguyên. Cúc 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 cúc, đại nhân, không được đâu. Đại nhân, trong hang này nhỏ hẹp, xin hãy nghiêng người đi qua. Mặt nghiêng của ta còn rộng hơn. Không được đâu đại nhân. Mời đại nhân xem. Voi sao? Đây quả là thứ hiếm có đó. Mau đào đi, cùng với những báu vật khác, tất cả đưa về kinh thành, dâng lên thánh thượng, nhất định sẽ khiến Long Nhan vui mừng. Đào, đào. Đại nhân, trên dưới vật này đều là cửa tử, hiểm càn khôn của hang. Đây là vật thánh của Tu Mê, tùy tiện động vào ắt có tai họa đó đại nhân. Điêu dân, vật thánh hả? Thứ phải đào chính là vật thánh của các ngươi đó. Đào để cắt phong thủy của các ngươi. Nơi này mãi mãi thuộc về Long Nguyên của ta. Đại nhân, trong hang này nguy hiểm, chi bằng chúng ta rời khỏi hang nghỉ ngơi. Được. Mau làm việc đi. Làm việc đi. Nhanh lên, nhanh lên. Làm việc đi. Đừng lười biếng nữa. Nói người đó. Đừng lười biếng nữa. Làm đi. Tôn đại nhân, lần này sao diễn giám sát Hỗn Thiên không đến? Từ Không Thiên Sư đã quy tiên, hiện nay đệ tử Bạch Nhất Đồng của hắn lên nắm quyền diễn giám sát Hỗn Thiên. Đại nhân, Thiên Sư không có ở đây, hạ quan vẫn lo lỡ như không may. Một con voi đóng băng thì làm được gì chứ? Đi mau. Đi mau, đi mau. Mau đi. Hoàng Quý Phi, ngươi căng thẳng gì vậy? Hoàng Phi nương nương, đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, quả thật là nét đẹp phi phàm, càng giống tiên nữ hạ phàm hơn đó. Vậy sao? Hoàng Phi nương nương, đêm nay Hoàng Thượng sẽ đến.
Biết rồi. Thần không dám nói càng nói láo. Những năm trước châu chấu chỉ ăn hoa màu, nhưng năm nay châu chấu vượt khỏi lãnh thổ, người và súc vật không gì thoát được. Không biết yêu nghiệt phương nào. Bây giờ một con côn trùng nhỏ bé lại dám ăn tươi nuốt sống máu thịt bách tính Long Nguyên của ta, trẫm nguyện cho tai họa châu chấu này giáng xuống một mình trẫm. Thánh thượng, thánh thượng, thánh thượng à! Bạch Nhất Đồng, chuyện này người thấy sao? Hoàng thượng, Bạch Nhất Đồng là tia chính của viện giám sát Hỗn Thiên. Loại thiên tai châu chấu rõ ràng không thể dự đoán được, có thể thấy không khác gì thuật sĩ giang hồ. Hoàng thượng, xin bình xét. Hoàng thượng thứ tội. Bạch Nhất Đồng, có, trẫm lệnh cho ngươi lập tức ra tay, chuẩn bị sắp xếp việc cầu phúc. Ba ngày sau, đích thân trẫm lên đàn cầu phúc để an lòng muôn dân. Mang hương liệu và giải mà tay giật tiến cống đến đây. Hoàng thượng vất vả đêm ngày, lại gặp phải thiên tai châu chấu, chắc là vất vả lắm. Hãy giúp hoàng thượng an thần. Dạ, hoàng phi nương nương. Chuyện gì phải đến, cuối cùng cũng sẽ đến thôi. Sư phụ, sao sư phụ lại tắm ở đại sảnh chứ? Nếu bị người khác phát hiện sư phụ vẫn còn sống, con sẽ mắc tội khi quân đó. Con lo lắng cái gì chứ? Sân nhà chúng ta gà chó còn không thèm đến, chứ nói gì đến con người. Sư phụ, sao vậy? Có người đến. Là ai? Làm cái gì vậy? Có người đến rồi. Nè, nhanh lên vào đi. Bạch đại nhân, đắc tội rồi. Linh Lung, Hữu Vũ Lâm Vệ tướng quân. Ngươi muốn làm gì? Hoàng thượng Long Thể bất an. Bạch Nhất Đồng, nhanh chóng theo ta vào cung. Ta chưa mặc quần áo mà. Có người lấy cho ngươi. Điện Đại Minh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến việc hoàng thượng rút châu chấu buổi triều sớm không? Đừng phí lời nữa, ta sẽ cắt lưỡi người đó. Hoàng phi nương nương, tham kiến hoàng phi nương nương. Thần Bạch Nhất Đồng, ti chính viện giám sát Hỗn Thiên, khấu kiến hoàng thượng. Bay đi rồi. Vừa rồi hoàng thượng còn ở đây, chỉ trong chớp mắt đã xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy. Bạch đại nhân, bây giờ hoàng thượng mất tích kỳ lạ, mà ba ngày sau chính là đại lễ cầu phúc. Trong vòng ba ngày, xin bạch đại nhân, cho dù như thế nào cũng phải điều tra vụ án này. Hoàng phi nương nương, Bạch Nhất Đồng xuất thân là thuật sĩ giang hồ, không có chút bản lĩnh nào hết. Trách nhiệm nặng nề như vậy giao cho hắn xử lý, e là làm lỡ đại sự quốc gia. Nếu như Linh tướng quân không tin tưởng, thì ngươi hãy hỗ trợ Bạch Ti Chính cuộc phá án đi. Linh tướng quân đêm hôm dẫn quân tới đây là ý gì vậy? Ta phụng mệnh hoàng phi đến lục soát các cung.
Lục soát. Ngươi thật sự định lục soát từng cung một cho đến hết hay sao? Không phải ngươi biết tính hay sao? Đương nhiên. Ngươi tính cho ta xem đi. Bây giờ hoàng thượng đang ở đâu? Tính. Đương nhiên phải tính rồi. Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Hoàng phi nương nương cho chúng ta 3 ngày. Từ quẻ bói cho thấy chu kỳ cũng là 3 ngày. Xem ra 3 ngày không phá án thì chắc chắn rằng Long Nguyên sẽ gặp đại nạn. Nè ngươi, ngươi không đi điều tra phá án với ta, lại ở đây nói chuyện phiếm với một người chết. Nói cái gì vậy? Từ sớm đã có báo cáo sau khi ông chết, ông lại xuất hiện ở ngõ Xuân Phong. Giả chết là giả chết, đừng giả ma giả quỷ trước mặt ta. Là tiên đó, ít nhất cũng được coi là bán tiên. Xem ra Linh tướng quân không tìm thấy hoàng thượng rồi, đến tìm chúng ta để cầu cứu đây mà. Ta không có thời gian xem các người giả thần giả quỷ, mau đứng lên điều tra phá án. 3 ngày gần đây có nghe nói trong thành có chuyện gì kỳ lạ hay không? 3 ngày trước hình bộ báo lên trên có 3 trọng thần, khi tới Phong Nguyệt Lâu mua vui biến thành 3 con rồng xanh rồi biến mất. Phong Nguyệt Lâu, đừng chỉ đứng nhìn ở cửa vậy, nè mau lên đây đi mà, cùng chơi đi. Phong Nguyệt Lâu, vào đi. Người ở ngoài đợi đi. Tại sao ta phải đợi bên ngoài chứ? Ngươi có bao giờ thấy một nữ nhân đến kỷ diện không? Trong kỷ diện không phải đều là nữ sao? Sư phụ, con thấy bộ quần áo này của người không phù hợp lắm. Ta đi thông thả nha. Đi thông thả nha. Được, 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 được. Lần sau ta ghé nha. Đi thông thả. Ghét quá đi à. Tửu lượng của công tử tốt quá đi. Ta cô nương, nơi này của cô có loại phòng đặc biệt không? Công tử, loại đặc biệt mà ngài nói là loại nào? Chính là cô nương. Cô nương, loại phòng có những chuyện kỳ lạ bên trong mà không ai dám vào đó. Ngài hỏi đúng người rồi nha. 2 ngày trước ở Phong Nguyệt Lâu của chúng tôi đã xảy ra một chuyện kỳ lạ như vậy. Có mấy vị khách biến thành rồng bay đi luôn. Vậy sao? Đúng vậy. Sau khi xảy ra chuyện, không còn ai dám vào phòng chữ nhân và phòng chữ địa nữa. Còn về phòng chữ thiên thì phòng khá lớn, đã được hội viên Chí Tôn Siêu Kim Cương duy nhất bao trọn cả năm luôn rồi. Chính là vị kia kìa, ông chủ tôn, vị khách cao quý nhất của chúng tôi hôm nay đó. Có thưởng, có thưởng nha. Có thưởng nè. Sông Đô Hổ. Các vị khách quý đã đợi lâu rồi. Các cô nương, đi thôi. Những cô nương này ai ai cũng là quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Tránh ra, đa tài đa nghệ. Linh lung. Ta biết ngay con nha đầu này sẽ không chịu đợi ở bên ngoài đâu. Tiếp theo, xin mời tôn đại nhân của chúng ta bước lên sân khấu nhận lấy cô nương mà ngài ấy thích. Này 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 này, các ngươi đừng chạy chứ. Nè,
Tôn đại nhân đến bắt thiếp đi. Không bắt được thiếp đâu. Nè Tôn đại nhân, đừng có chạy mà. Ở đâu vậy? Nè đừng chạy. Đừng chạy, đừng chạy. Nè bắt thiếp đi. Đừng chạy mà. Chạy cái gì chứ? Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Chuyện này là sao đây? Là sao vậy? Đại nhân, ngài không sao chứ? Đại nhân, ngài không sao chứ? Chuyện này là sao? Đây lại. Trời ơi, đại nhân, xin lỗi nha. Đây lại, ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi Phong Nguyệt lâu ngay lập tức. Ngài đừng có giận mà. Đừng. Chính là cô ta. Một nữ nhân phong trần biết võ như vậy hiếm gặp dữ lắm. Thật là kích thích. Tôn đại nhân, chuyện gì vậy chứ? Đồ Nhi, lại đây. Con xem nè, hình vẽ này. Đây liệu có phải là thứ trong truyền thuyết? Tôn đại nhân, Tôn đại nhân à, đừng cử động nha. Nghe lời. Kích thích quá đi. Nè, đừng đi mà. Ta muốn người đánh ta một cách thật tàn nhẫn, đập ta một cách vô tình. Ôi, xem ta chút nữa có đánh chết người hay không. Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Vẫn là hướng Tây Nam. Không chơi nữa. Chạy đi.
Mau dừng tay, đừng đánh nữa. Bệ hạ, là ảo giác. Lũ nô tài ngu ngốc của Long Quyền, đuổi theo. Bách quỷ dạ hành, đây không phải là đến âm phủ rồi đó chứ? Không phải đâu, đây là huyễn thuật tu mê. Ta từng đọc được ở trên sách cổ, thông qua một loại vật chất đặc biệt nào đó, sau khi bày ra đại trận cực âm mới có thể khiến người ta mất đi tâm trí, không phải vật thật. Tiểu tử, hôm nay coi như con được mở mang tầm mắt rồi đó. Cố làm ra dễ quyền bí, chẳng phải chỉ là thuật che mắt thôi sao?
Sư phụ, con sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Con hãy giúp ta, Linh tướng quân. Hổ phù câu linh ở trong tay ta, bắt quái càng khôn dạng vật sinh sôi. Phá. Bẩm báo hoàng phi, Hách Liên tướng quân cầu kiến. Cho hắn vào đi. Công chúa, tình hình thế nào rồi? Ta vốn định đặt bẫy, trừ khử Bạch Nhất Đồng và Linh Lung, nhưng mà không ngờ tự dưng tên Tư Không Xung lại xuất hiện, thay trò hắn hợp lực phá hỏng quyển thuật của ta. Công chúa yên tâm, đã nhận được hồi âm của các bộ tộc An Bắc, An Tây, trong vòng 2 ngày là có thể đến kinh thành. Tỷ tỷ, dùng bữa trước đi, đừng để đói có hại cho sức khỏe. Thật là muốn ăn một miếng bánh nướng mẫu hậu tự tay làm. Lúc diễn kịch ở trước mặt tên hung quân kia, ta vĩnh viễn không quên được ánh mắt cuối cùng của phụ hoàng. Phụ hoàng, mối thù của cha mẹ và cả bộ tộc, ta phải dùng máu của tên hung quân đó để tế bái. Xin hỏi cô nương, nơi này là nơi nào vậy? Ta chính là Bạch Nhất Đồng, ti chính của viện giám sát Hỗn Thiên. Bỏ hết vũ khí của các người xuống. Các ngươi, 6 người các ngươi, ai đã đánh con bé thành ra như vậy? Tộc trưởng, là 3 người. 3 người sao? Linh tướng quân, chẳng phải võ nghệ của cô rất cao siêu sao? Cô xông lên đi, ta chưa bao giờ làm hại thường dân bách tính. Ai trong số các ngươi trả lời câu hỏi của ta? Ta trả lời không? Vị này là Bạch Ti Chính của viện giám sát Hỗn Thiên. Người bên cạnh là Linh tướng quân, chỉ huy sứ của Hữu Vũ Lâm vệ. Còn có ta. Người là ai chứ? Người đợi ta quay xong cái đã. Đây là cái gì? Châu chấu. Ơ sư phụ, khốn kiếp. Trấn Tiên Viên. Chúng tiểu dân đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Rượu ngon,
Rượu ngon thì ngài uống nhiều một chút đi. Tộc trưởng, xin hỏi tình trạng hiện tại của nữ nhân này thế nào rồi? Nó là con gái của lão phu. Là như vậy, mấy ngày trước, trước khi nó xuất giá, đã đến mộ tổ tiên của bọn ta để mà cúng bái. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi trở về liền bị điên, hơn nữa còn phát điên phát cuồng, gặp người là cắn, nên hôn sự cũng bay mất tiêu luôn. Họ nói đây là trúng tà gì đó đó. May mà còn gặp được một vị đại sư. Đại sư này nói ta vào giờ tí đêm nay nhốt nó ở bên bờ sông tại cổng thôn. Nói là thần linh sẽ mang đi hết tất cả những thứ bẩn thỉu đó. Nhất định phải làm hôm nay sao? Xem ra có người cố ý dụ chúng ta đến đây. Tộc trưởng, trước đây châu chấu có từng tấn công thôn làng của các ông không? Trước kia châu chấu cũng đã từng đến đây hai lần rồi. Một khi đuổi kịp dân làng nào thì dân làng này liền lập tức điên cuồng cấu xé bản thân của mình đó. Rất là đáng sợ. Có chuyện gì con gái? Không sao đâu. Lại là hình vẽ này. Đây là huyễn thuật. Người trúng huyễn thuật, thế giới trong mắt đều là hư ảo. Huyễn thuật lấy năm giác quan làm ranh giới. Muốn phong tỏa năm giác quan không phải ai cũng làm được đâu. Ta Tư Không con gái. Con gái à? Cha, trời ơi, con tỉnh rồi. Con à, nè con, con làm cha lo lắng chết đi được đó. Nè con à, mau nói với cha xem chuyện này là sao. Con làm theo lời dặn dò của cha, đến khu mộ cúng tế tổ tông. Vừa đến khu mộ liền ngửi thấy một mùi hương lạ. Con lần theo mùi hương càng ngày càng đi sâu hơn. Sau đó thể lực của con không đủ, con liền ngất đi. Con tỉnh lại xung quanh toàn là yêu quái không à. Con à, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ nha. Tộc trưởng à, khu mộ này nằm ở đâu? Đi về phía tây 5 dặm, chỗ núi lõm xuống có một khu mộ quan. Nhưng mà ở đó đường núi rất là khó đi, có rất ít người đến. Chính là nó, ca độc dược mũ phượng trong truyền thuyết tu mê. Hoa này có liên quan gì đến huyễn thuật chứ? Trên ghi chép có nói đây là một loại hoa đến từ Tây Vực, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, là nguyên liệu làm thuốc gây ảo giác. Bây giờ đang là tháng 5 mùa hoa nở, cho nên con gái của tộc trưởng có lẽ đã dừng tại đây trong thời gian dài, bị hương hoa gây cho ảo giác. Mùi hương này rất là quen thuộc. Trước đây ở Phong Nguyệt Lâu cũng có mùi hương này, và cả hoàng cung nữa. Xem ra sự việc không đơn giản như vậy rồi. Trấn Tiên Viên. Nè, mua đi, mua đi. Đây, 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 đây. Rồi, mày mua, mày mua, mua đi. Đây, 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 xin mời. Ý, nổi gió rồi. Mau về nhà thôi. Nổi gió rồi, về nhà thôi.
Tư Không Thiên Sư giả chết lừa dối vua, điên cuồng tàn sát. Yêu nữ, không ngờ sự trong sạch cả đời hôm nay lại bị quỷ trên tay của người. Sư phụ, gần đây chuyện kỳ lạ ở Long Nguyên đều liên quan đến ngươi, có đúng không? Các ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh đó. Tại sao ngươi lại dùng Hoa Tu Mê phá hoại Long Nguyên của bọn ta? Hoàng đế Long Nguyên của bọn ta đối xử tốt với bách tính như vậy, các ngươi đều là những kẻ ngu ngốc bị hung quân lừa gạt. Hỗn sự, không được bất kính với lại hoàng thượng. Đừng đuổi nữa, chúng ta đã bị cô ta từng bước đưa vào vực sâu rồi. Sư phụ, Tư Không Thiên Sư, không phải ngươi đã mọc cánh thành tiên rồi sao? Hóa ra lại đang tàn sát bách tính ở đây. Hách Liên tướng quân, vừa rồi có yêu nữ tác quái, mau đuổi theo đi. Yêu nữ sao? Linh tướng quân, cô cũng tin những lời này từ khi nào vậy? Ngươi, ta chỉ nhìn thấy ba người các ngươi đang tàn sát bách tính. Người đâu? Có, bắt lại cho ta. Dạ. Tội phạm Tư Không Xung, khi quân phạm thượng, giả chết không làm tròn trách nhiệm, đạo pháp tà môn, tội ác tày trời, nhận hình phạt đưa đi diễu phố, giờ ngọ ngày mai xử trảm. Còn hai đồng phạm là Bạch Nhất Đồng và Linh Lung nhốt vào thiên lao chờ xử lý. Đi mau, người đó, đi. Đừng có nhìn nữa, ăn đi. Bạch Ti Chính, Bùi đại nhân, Phan đại nhân, Thôi đại nhân, Bạch Ti Chính, các người trong thành đồn các người quá rồng bay đi ở Phong Nguyệt Lâu, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Quá rồng bay đi cái gì chứ? Chính là mấy ngày trước ba người bọn ta đến Phong Nguyệt Lâu để giải trí, cũng không biết tại sao vừa tỉnh dậy thì đã ngủ ở đây rồi. Đúng vậy, bày mưu tính kế đã lâu rồi, nói không chừng hoàng thượng cũng bị con rồng bay này cuốn đi, giấu ở đâu đó rồi. Hoàng thượng cũng biết mất rồi sao? Nước không thể một ngày không có vua được, phải làm sao đây? Vũ Lâm Vệ các người phụ trách an toàn trong cung cấm mà, mau tìm đi. Có thể ra ngoài còn cần ngươi nói sao? Tuy nói là thiên lao không phải không ra được, ta có một cách. Vậy thì nói đi. Lúc tiên đế còn tại vị, có lần trời mưa lớn nhấn chìm thiên lao, ta phụng mệnh tu sửa, ta đã đào một cái kênh ngầm ở cuối hành lang phía sau, thông với con sông bao quanh thành. Chỉ cần các người đến hành lang phía sau là có thể ra ngoài được rồi. Sư phụ, tại con liên lụy đến người. Đi, bây giờ chúng ta đi luôn. Nếu ta mà đi thì càng không nói rõ được. Sư phụ, là yêu nữ hãm hại mà. Sư phụ đừng trách mình nữa. Đi thôi, ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại chết vì ta. Tất cả đều là số mệnh đã được định trước, hai con không cần lo lắng cho ta. Đi đi. Đi đi sư phụ, đi đi. Đi đi mà, đi đi. Đi nhanh. Tư Không Thiên Sư, nè, uống một ly. Nè 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 nè. Tư Không Thiên Sư,
phòng chứa đồ. Có người vượt ngục rồi. Ở đây nè, đừng để bọn chúng chạy mất. Đi thôi, đuổi theo. Lục soát toàn thành, có đào sâu 3 thước đất cũng phải đào bọn chúng ra. Dạ. Lệnh truy nã. Chuyện này là sao đây? Ai biết chữ đọc đi? Truy nã ai vậy? Hả? Tôn đại nhân. Tôn Thiền. Tôn Thiền. Tôn đại nhân. Tôn Thiền. Ai đó dám gọi thẳng tên của bản quan? Tôn Thiền. Chính là hai người đặt cửa hàng của ta thành ra như vậy. Đến đúng lúc lắm. Đền bạc đi. Nhưng được một chút. Kính mồm kính miệng một chút đi. Đừng để truyền ra ngoài. Nếu truyền ra ngoài Phong Nguyệt lâu, đừng làm ăn gì nữa. Tôn đại nhân, bọn ta không nhìn thấy gì hết. Giờ đã là lúc nào rồi? Sao lại bị thương nặng vậy chứ? Đa tạ tôn đại nhân đã cứu giúp. Khách sáo rồi. Sao ngài vẫn còn ở đây? Bản quan là quan Thanh Liêm mà, lại được hoàng thượng sủng ái, lệnh cho ta trấn thủ phương Bắc, cho nên không mua nhà cũng không mua đất ở kinh thành. Về kinh thành thì thuê một phòng tại Phong Nguyệt lâu. Như này vui sướng biết bao. Tối hôm qua đã đắc tội với lại tôn đại nhân, mong ngài lượng thứ. Không sao không sao đâu. Nếu ta biết ngài là tướng quân, ta cũng không dám làm chuyện đó. Có điều trận đấm đá này rất là kích thích. Đại nhân mở cửa đi. Đại nhân mở cửa đi đại nhân. Yên tâm đi, không ai dám điều tra ta đâu. Chẳng phải là nói buổi tối rồi sao? Tôn đại nhân, có chuyện gì vậy? Sao vậy sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Tôn đại nhân à, rốt cuộc lụa dân ế kia có phần của bọn ta không? Đúng vậy đó. Có. Mỗi người một cuộn. Cảm ơn Tôn đại nhân nha. Cảm ơn Tôn đại nhân. Bên ngoài thế nào rồi? Không sao không sao. Hôm qua chùa Đồng Lư muốn chia cho dương công quý tộc ở trong triều một ít lụa dân ế đó mà. Ta không có vợ con nên các cô nương ở Phong Nguyệt lâu liền được một món hời. Chùa Hồng Lư chẳng phải là nơi cất giữ cống phẩm sao? Đúng vậy, lụa dân ế này chính là cống phẩm đó. Vô cùng quý giá nha. Mỏng như cánh ve, mùi son phấn dính lên rất lâu cũng không bay đi luôn. Đây là cái gì? Cà độc dược mũ phượng. Tiêu rồi. Tôn đại nhân, còn những ai có thể nhận lụa dân ế vậy? Vậy thì nhiều lắm nha. Chùa Hồng Lư mở 72 cửa tiệm ở kinh thành, mỗi cửa tiệm ít nhất là 500 cuộn. Số lượng lớn như vậy sao? Ừ. Vậy đi, ta đến chùa Hồng Lư trước, có lẽ sẽ có manh mối gì đó. Mũi tên này có độc. Mà kệ ta. Lệnh Hữu Vũ Lâm Vệ, huynh mang theo nó đi. Không có ai trong Hữu Vũ Lâm Vệ nghi ngờ sự trung thành của ta với lại Long Nguyên. Bọn họ sẽ giúp huynh. Bạch Ti Chính, mau chóng phá án đi. Chỗ này cứ giao cho ta, không ai dám điều tra chỗ này của ta đâu. Yên tâm. Hôn quân, ngươi giấu ngọc tỷ ở đâu rồi hả? Làm người bên gối 10 năm mà ngươi lại gọi trẫm là hôn quân. Ngươi căn bản không biết người bên gối của ngươi rốt cuộc là ai. Trong triều đình tốt xấu lẫn lộn, không thiếu người nịnh nọt, lòng dạ hiểm ác.
nhưng trẫm vẫn luôn che chở cho ngươi, chưa từng nghi ngờ sự thật lòng của ngươi một chút nào. Thật lòng sao? Đúng vậy, mỗi ngày ta đều thật lòng cầu nguyện, hy vọng có thể lập tức lấy cái đầu chó của hung quân như ngươi. Từ khi trẫm kế vị đến nay, mở rộng biên cương, quốc thái dân an, sao lại là hung quân chứ? Mười mấy năm trước, ngươi phái đại quân chinh phạt Tu Mê, phụ hoàng và mẫu hậu của ta đều chết thảm dưới đao của ngươi. Tu Mê, ngươi chính là công chúa của Tu Mê mất tích khi đó. Ta vào cung 51 tuổi, chịu đủ mọi nhục nhã, chính là vì ngày hôm nay ta phải khiến cho các ngươi Dương Triều Long Nguyên hoàn toàn bị hủy diệt, để báo thù cho cả tộc của ta. Chùa Hồng Lư, ngươi lại lén la lén lút, ta đã theo dõi ngươi rất lâu rồi. Linh tướng quân ở đâu? Nghe đồn ngươi dẫn cô ấy giết người Dược Ngục, bây giờ bị truy nã khắp thành. Linh tướng quân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Nhất định là ngươi dùng tà đạo mê hoặc cô ấy. Các ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Còn mạnh miệng, giao tội phạm lên hình bộ. Khoan đã, Linh tướng quân, bây giờ Linh tướng quân rất an toàn. Binh phù của cô ấy ở trong túi của ta. Lệnh, Hữu Vũ Lâm vệ. Đây đúng là binh phù của Linh tướng quân. Nói như vậy, ngươi cũng bị hãm hại. Ta không kịp giải thích với các người nữa. Hoàng đế bị nhốt Giang Sơn Long Nguyên, nguy hiểm trong một sớm một chiều. Ta cầu xin ngươi, mau thả ta ra đi. Mau lên. Vừa nãy thấy Bạch Đại Nhân lén lại lén lút, nhầm tưởng là kẻ xấu, đã đắc tội. Chúng ta nguyện đi theo Bạch Đại Nhân, nghe theo sự sắp xếp. Đại Nhân, chuyển xong rồi. Bạch Đại Nhân, bây giờ làm sao? Thế này đi, chúng ta đừng đánh rắn động cỏ. Các người có biết Lũ Dân Ế ở đâu không? Được, các người đi trước đi, chúng ta gặp nhau ở đó. Tuân lệnh. Công chúa,
Binh mã đã tập hợp nơi cách thành đông 10 dặm, chỉ đợi Lũ Dân Ế gây ảo giác xong thôi. Đến lúc đó lấy đèn khổng minh làm tín hiệu. Được, đến lúc đó thống lĩnh tại Vũ Lâm về, nội ứng ngoại hợp. Dạ. Tư Không Xung thế nào rồi? Đã áp giải đến pháp đường, giờ ngồi sư trạm. Vẫn chưa tìm thấy hai người kia sao? Bạch Nhất Đồng đang truy nã toàn thành, Linh Lung đã trúng tên thực cốt đặc chế của ta, không còn sống được bao lâu nữa. Được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Dạ. Bách Hương Đường. Tất cả mọi người phong tỏa nơi này lại. Tuân lệnh. Lục soát cho ta. Dạ. Đều chết bởi một nhát đao là diệt khẩu. Là dầu quả. May mà đến kịp lúc, bọn họ vẫn chưa châm lửa. Phó tướng, có phát hiện. Bà đại nhân, đây là hoa gì? Trong thành chưa từng thấy. Cà độc dược mũ phượng. Quả nhiên như ta dự đoán. Bà đại nhân. Đại nhân, Lũ Dân Ý. Cà độc dược này luyện hóa ra vật gây ảo giác, nhuộm chúng lên Lũ Dân Ý, tích lũy từng chút một trong chùa Hồng Lư, sau đó sẽ thống nhất phát tán. Đại nhân, không hay rồi. Sao vậy? Lũ Dân Ý phát tán trước rồi. Thôi tiêu, đi xem. Đón lấy nè. Đến rồi. Của ta. Nè, hứng đi. Bạch Tỷ Chính, tình hình nghiêm trọng hơn rồi. Như vậy đi, các người dẫn binh đến các nơi canh giữ, ngăn chặn phân phát Lũ Dân Ý. Đến mỗi con phố thiết lập các trạm gác, đề phòng lan rộng. À, nhất định phải nhanh, nếu không Long Quyên nhất định sẽ có đại kiếp. Tuân lệnh. Được, mau đi. Nếu cứ đông nghẹt như vậy, giờ ngọ còn có thể xử trảm sao? Ai mà biết tại sao lại chém đầu gấp như vậy chứ? Đúng rồi. Gì vậy? Bạch Nhất Đông, ngươi muốn làm gì? Sư phụ ta sắp bị xử trảm. Ta muốn nói vài lời với lại sư phụ ta. Vậy ngươi nhanh lên đi. Sư phụ, mau đi theo con. Người mau đi theo con đi. Di sư là người mang tội. Con về đi. Người cả ngày chuyên tâm tu luyện. Đây là cái bẫy của yêu nữ. Người không biết hay sao? Người đúng là một lão già hồ đồ mà. Đi đi. Hãy tin ta. Chỉ có cái chết của Di sư mới có thể cho họ một lời giải thích. Người muốn chết cho xong có đúng không? Còn Long Nguyên thì sao đây? Một khi Long Nguyên thất thủ thì tất cả người trong thành sẽ chết hết. Sư phụ, Long Nguyên không còn thời gian nữa đâu.
Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Viện giám sát Hỗn Thiên. Sư phụ, mở quẻ. Càn, cảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Trước mắt vẫn còn sót lại manh mối duy nhất, chính là biểu tượng của Phượng Hoàng Độc Nhãn. Đột nhiên, con có để ý đến quan hệ vị trí biểu tượng của Phượng Hoàng Độc Nhãn không? Tẩm cung, Phong Nguyệt lâu, thôn Ngư Liêu, khu Mồ Mã, chùa Hồng Lư và cả Bách Hương Đường. Đây đâu phải là Phượng Hoàng Độc Nhãn, đây rõ ràng là Chu Tước Thất Tú mà. Xem ra yêu nữ này cũng tinh thông tướng thiên địa. Không hay rồi. Sư phụ, con tìm thấy rồi. Ở Đan Phượng Môn, Ung Thành, Đan Phượng Môn. Tướng quân đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Ta biết. Tướng quân, đèn Khổng Minh đã chuẩn bị xong. Bây giờ thả lên trời ngay lập tức. Tỷ tỷ, thời gian vẫn chưa đến, không kịp nữa rồi. Bọn họ đã tính ra vị trí của chúng ta. Nếu binh mã vào thành quá sớm, e rằng cũng sẽ bị ảo giác. Mười vạn đại quân sắp vào thành, Long Nguyên sắp do ta tiếp quản rồi. Linh Lung, cô phải người canh giữ ở các nơi cao trong thành, không được có bất cứ vật thể nào có thể bay ra ngoài. Một khi phát hiện, bắn rơi toàn bộ. Được.
hay cho Bạch Nhất Đồng ngươi. Bệ hạ, tên phản tặc to gan dám dẫn binh cầm vũ khí xông vào điện Thái Cực. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn không mau bỏ binh khí xuống, giơ tay chịu trói. Dám mạo danh Long Nhan, hoàng phi nương nương, à không, phải gọi là công chúa Hách Liên mới đúng. Ngươi quả nhiên thâm tàng bất lộ, hôn quân cũng coi như có mắt nhìn. Các ngươi quả thực không phải thuộc sĩ giang hồ. Giết! Mê bất diệt. Tất cả kết thúc rồi, mà nói cho ta biết người giấu hoàng thượng ở đâu. Trước khi ta gặp chiến loạn, vốn tưởng có thể là một công chúa cả đời, nhưng hôn quân đó chỉ trong một đêm đã khiến Tu Mê nước mất nhà tan. Ngươi tưởng ta thích chiến tranh hay sao? Cả đời ta lưu lạc, không đất nước, không quê hương, không nhà cửa. Ngươi đã bị những quan tưởng hư ảo đó che mờ chân tướng từ lâu. Năm đó Tu Mê tạo phản, cấu kết với nước Chư Hầu phát động chiến loạn. Bệ hạ phái sứ giả đi, không một ai trở lại. Ngươi phát động chiến tranh không phải Long Nguyên, mà chính là Tu Mê. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Huyễn thuật lừa được mắt người, nhưng không lừa được lòng người. Tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Sư phụ, sư phụ, không sao chứ? Sao vậy? Ta đã biết hoàng thượng hiện đang ở đâu. Hoàng thượng, ta biết hoàng thượng đang ở đâu rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, sư phụ, đợi con với. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn lễ. Hoàng thượng, vi thần đến cứu giá muộn, xin thứ tội. Đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, lần này may mà có chủ ý của sư phụ thần. Ta cũng chỉ nghe nói Tiền Triều có địa cung này, vốn tưởng là tin đồn, nhưng mà không ngờ là thật ha. Đây chẳng phải là Tư Không Thiên Sư đó sao? Lão thần vì cứu hoàng thượng liều chết sống lại, xin hoàng thượng thứ tội. Lão thần để quên phất trần ở điện Thái Cực rồi, thần phải đi lấy đây. Hoàng thượng, cáo từ. Nè, nè, chuyện này. Hoàng thượng à, sư phụ thần khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay ngoài thành 10 dặm có dị tộc khởi binh. Vũ Lâm vệ đã liên lạc thông báo hai doanh trại Thanh Long Bạch Hổ nửa khắc trước đã chém đầu đại soái quân địch, tàn binh còn lại chờ lệnh xử lý. Triệu tập bách quan đến điện Thái Cực, nghe tuyên chỉ. Thần tuân chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm gặp phải đại kiếp này là lời cảnh cáo của ông trời. Yêu phi gây loạn trong cung, suýt nữa lật đổ triều đình. Hôm nay trẫm sẽ xá miễn một năm thuế và lao dịch cho bách tính cả nước, khôi phục ổn định đời sống sau binh biến, bách tính thương vong trong kinh đô cũng như những người có liên quan đều được an ủi thỏa đáng. Bạch Nhất Đồng, có thần. Ái Khanh có công cứu giá. Nói đi, Khanh muốn thưởng gì? Hoàng thượng, thần không mong muốn gì cả, chỉ cầu cho Long Nguyên ta quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, lê dân an cư lạc nghiệp, các nước quy phục. Ái tướng Linh Lung, có mặt tướng, xét thấy ngươi trung thành bảo vệ quốc gia, có công hộ giá, lệnh cho ngươi thống lĩnh tả hữu Vũ Lâm vệ tiếp tục bảo vệ hoàng thành. Tạ ơn bệ hạ. Xét thấy Tư Không Thiên Sư một lòng rời xa phàm trần, trẫm sẽ theo ý nguyện của ngài ấy phong làm Tiêu Giao Quốc Sư.